em nhanh hết thế nhở? Chị ơi, mẹ anh làm sang đây đưa tiền nó đưa vào đó. Biết em đi đây. Ừ. Nhà chả có ai nấu cơm của thân mày ra. Chị có việc riêng thì em làm thôi. Anh có vào nói chuyện không? Chị định bảo nhưng mà thôi, ông mày cũng đang đứng cổng thôi mà. Thế chị vừa mới đi, chị vừa mới trèo lên ô tô, cái lúc chị còn chưa ra khỏi đường Tăng Bạc Hổ. Chị đang còn đứng ở chị đang còn chắc là vừa vòng ấy, đang còn trên đang ngồi trên Tăng Bạc Hổ. Mà ông ấy gọi điện thế anh phải đi thôi. Anh phải chịu thôi. Nhìn này, cái tay anh điên này, nhìn này, cái mặt này. Cũng được rồi. Một tội cắt hơi dài thôi. Điên, chủ yếu là cái mặt mình điên chứ mà ai điên. Em ơi, bị gì nhá. Thôi đi. Cho anh hiểu.